6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hải Dương đạt 7,23%, đứng thứ 15 cả nước và đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng. Đây là thông tin được Cục Thống kê tỉnh cung cấp tại buổi họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tổ chức vào sáng nay 28 tháng 6. Trong mức tăng trưởng kinh tế 7,23%, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,79%, công nghiệp tăng 9,19%, xây dựng tăng 5,88%, khu vực dịch vụ tăng 6,09%, thuế sản phẩm tăng 8,37%, trong đó tăng trưởng trong quý 1 đạt 8,02%, quý 2 ước tăng 6,52%. Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa đông xuân đạt 66,6 tạ 1 ha, giảm 0,6 tạ 1 ha, sản lượng vải ước đạt 58.000 tấn, giảm gần 2.600 tấn so với cùng kỳ năm trước. Một số loại cây ăn quả như xoài, chuối, ổi, năng suất đều tăng. Chăn nuôi gia súc gia cầm ổn định, nuôi thả thủy sản tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 9% so với cùng kỳ. Các ngành sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất xe có động cơ, sản xuất và phân phối điện tăng cao, đóng góp lớn vào chỉ số chung toàn ngành. Một số ngành như may mặc, da giày, sản xuất than cốc, kim loại, thiết bị điện vẫn tăng trưởng âm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 4,4 tỷ đô la, giảm 14,2%. Nhập khẩu đạt gần 3,7 tỷ đô la, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước.